Cuộc sống, người khôn ngoan luôn có ba biểu hiện, nhờ một tư duy hơn người mà công thành danh toại. Dưới đây là ba biểu hiện người khôn ngoan mới có. Muốn phân biệt người khôn ngoan và ngốc nghếch, hãy chú ý đến những điểm này. 1. Có mục tiêu rõ ràng. Có mục tiêu rõ ràng là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Dù cuộc sống thường mang đến những bất ngờ và không thể đoán trước, chúng ta không nên chỉ sống dựa trên nguyên tắc đi đến đâu thì đến. Đặt ra những mục tiêu cụ thể cho tương lai sẽ giúp chúng ta có động lực để đạt được thành công. Ví dụ, trong công việc, khi cam kết với một công việc nào đó, chúng ta cần xác định mục tiêu. Mục tiêu có thể là thăng tiến, tăng lương, hoặc đạt được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn. Bất kể mục tiêu là gì, quan trọng là chúng ta phải đặt ra nó. Khi có mục tiêu, chúng ta sẽ cố gắng đạt được nó và chứng minh khả năng của mình thông qua những hành động cụ thể. Người thông thái không bao giờ hành động một cách bừa bãi. Họ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động và liên tục điều chỉnh, cải tiến kế hoạch để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng hướng. Nếu muốn trở thành một người thông thái, hãy học cách đặt ra mục tiêu và lập kế hoạch rõ ràng, đồng thời không ngừng cố gắng và nỗ lực. 2. Biết cách tận dụng các nguồn lực. Người thông thái thực sự biết cách sử dụng các nguồn lực một cách thông minh để đạt được thành công. Họ tận dụng hiệu quả mọi tài nguyên như thời gian, năng lượng, tài chính và mối quan hệ xung quanh để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng cách quản lý khéo léo những nguồn lực có sẵn, họ thúc đẩy tiến bộ trong công việc và dễ dàng đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, người thông thái và quyết tâm cũng biết rằng họ có thể học hỏi từ người khác. Họ thiết lập mối quan hệ tốt với những người xung quanh, mở rộng mạng lưới kết nối lành mạnh và có ích để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Nếu muốn trở thành một người hiểu biết thực sự, hãy biết tận dụng tốt các nguồn lực và không ngừng nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của bản thân. Advertisement, trong cuộc sống và công việc, bạn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thất bại. Tuy nhiên, không bao giờ từ bỏ. Hãy chờ đợi cơ hội và biết tận hưởng, một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ đạt được thành công. Đừng ngại rời xa vùng an toàn, đôi khi bạn cần thực hiện những bước đi mạo hiểm và mới mẻ để có thêm trải nghiệm và kỹ năng. 3. Có tư duy đổi mới. Người thông thái, quyết tâm và dễ thành công được nhận biết thông qua khả năng tư duy đổi mới. Trong một xã hội ngày càng phát triển với sự tiến bộ đáng kể của khoa học và công nghệ, nếu chúng ta không tự cập nhật và làm mới bản thân, chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau. Những người thông thái luôn có ba biểu hiện nhờ vào một tư duy nổi bật hơn người trong việc thành công và đạt được danh vọng. Người thông thái luôn khao khát học hỏi, nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân để bắt kịp xu hướng thời đại. Họ tập trung vào bản chất và ý nghĩa sâu xa của một vấn đề, không chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài. Họ khám phá và tạo ra cơ hội và giải pháp mới, đồng thời không ngừng đổi mới và cải thiện cả công việc và cuộc sống. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về người khôn ngoan luôn có ba biểu hiện, nhờ một tư duy hơn người mà công thành danh toại. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.